Hôm nay, các quý vị và tôi hãy cùng suy ngẫm một vài nội dung về chủ đề Ai là người dân chân thật của Đức Chúa Trời? Ngày nay, người ta cho rằng chỉ cần đi hội thánh thì họ trở nên người dân chân thật của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi chép ai thực sự là người dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời đây? Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này. Tôi mong rằng thì giờ này sẽ là khoảng thời gian phước lành để chúng ta có thể dâng cảm tạ tán dương và vinh hiển hơn nữa lên đức chúa trời elohim đức chúa trời cha và đức chúa trời mẹ của chúng ta đấng đã ban cho chúng ta lẽ thật và cho phép chúng ta trở nên con cái và người dân chân thật của đức chúa trời ai là người dân chân thật của đức chúa trời làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được làm thế nào để chúng ta có thể xác định rằng người này là người dân chân thật của đức chúa trời trong khi người khác thì không Ngày xưa, Salomon đã được nữ vương nước Seba viếng thăm. Nữ vương Seba nghe nói về sự khôn ngoan của Salomon nên để thử vua. Bà đặt một bông hoa thật và một bông hoa giả trông giống hệt ở bên cạnh nhau. Sau đó, bà yêu cầu vua xác định xem đâu là hoa thật và đâu là hoa giả nếu là các quý vị thì có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi hóc búa như vậy hay không câu hỏi mà nữ vương bất ngờ đặt ra là một câu hỏi rất khó trả lời bà đặt hai bông hoa trông giống hệt nhau vào hai chậu riêng biệt và yêu cầu vua xác định xem đâu là hoa thật dù thị lực có tốt đến đâu thì cũng rất khó để phân biệt thưa các quý vị salomon đã sử dụng phương pháp gì vậy vua đã không chỉ nhìn rồi suy đoán rằng chắc chắn là bông hoa này hay chắc hẳn là bông hoa đó thay vào đó vua đã lựa chọn phương pháp hợp lý và khoa học nhất vua truyền lệnh cho những người hầu bắt ong và bướm những người hầu nhanh chóng thu thập và mang về ong và bướm sau đó vua yêu cầu họ đặt chúng ở nơi có những bông hoa. Nếu thả ra thì ong và bướm sẽ tập trung lại ở đâu? Tất cả đều sẽ tập trung về phía bông hoa thật. Hoa giả, dù có hình dáng giống hoa thật đến đâu chăng nữa, thì cũng không có mùi hương. Cả ong và bướm đều không bị thu hút bởi nó. Khi trông thấy ong bướm tập trung ở đó, từ nơi ngay phía xa, Salomon chỉ ra chính xác rằng đó là hoa thật, còn kia là hoa giả. Nữ vương Seba đã rất ấn tượng và nghĩ rằng quả thật như lời đồn, sự khôn ngoan của Salomon thật đáng kinh ngạc. Bà đã mang đến một bài toán khó, thế mà vua lại giải được một cách dễ dàng. Hôm nay, các con cái của Đức Chúa Trời là Salomon phần linh hồn đang nhóm lại tại đây. Tất cả các quý vị ở đây đều là Salomon. Quý vị có thể phân biệt được giữa người dân chân thật của Đức Chúa Trời và người dân giả dối hay chăng? Nếu câu hỏi này được đưa ra cho quý vị, liệu quý vị có thể tìm ra câu trả lời bằng sự khôn ngoan giống như của Salomon không? tin lành của chúng ta hiện đang được truyền bá ra khắp thế giới tại châu á châu phi châu đại dương châu âu bắc mỹ và nam mỹ tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng đức chúa trời đã hứa sự cứu rỗi duy trì cho người dân chân thật của ngài chứ không phải cho con cái của bóng tối vậy thì chúng ta đều nên biết liệu tôi có phải là người dân chân thật của đức chúa trời hay không chẳng phải vậy sao nếu được hỏi câu hỏi này, quý vị sẽ phân biệt người dân chân thật và người dân giả dối như thế nào? Tất cả các quý vị ở đây hôm nay đều giống như Salomon. Làm sao chúng ta có thể phân biệt được giữa người dân chân thật và người dân giả dối? Hôm nay chúng ta hãy cùng suy ngẫm về vấn đề này. Ở Hàn Quốc có các ngày quốc lễ phải không? Ngày 15 tháng 8 là ngày gì vậy? Đây là ngày quang phục khi Hàn Quốc được giải phóng khỏi áp bức từ quốc gia khác. Tuy nhiên, ở các nước khác thì sao? Ý nghĩa của ngày 15 tháng 8 ở Nepal là gì? Các người nhà nói rằng ngày đó không có ý nghĩa ở đó. Đó là ngày quốc lễ của Đại Hàn dân quốc. Tuy nhiên ở Nepal ngày này không có ý nghĩa đặc biệt nào cả. Ngày 15 tháng 8 có ý nghĩa gì ở Mỹ không? Các người nhà Mỹ cũng nói rằng không, ngày này cũng không có ý nghĩa ở Mỹ. Vậy còn ngày mùng 1 tháng 3 thì sao? Ở Đại Hàn dân quốc đó là ngày vận động mùng 1 tháng 3. Ngày mùng 1 tháng 3 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi người dân đứng lên hô vang độc lập Đại Hàn vạn tuế để đòi độc lập khi bị áp bức từ quốc gia khác. Tuy nhiên, ngày mùng 1 tháng 3 ở Peru có ý nghĩa đặc biệt hay không? Các người nhà nói rằng không. Ngày mùng 1 tháng 3 là ngày có ý nghĩa và quan trọng đối với duy trì người dân Hàn Quốc. Ở các quốc gia khác, đó chỉ là một ngày bình thường, không có ý nghĩa đặc biệt. Các quý vị có đang tiến gần hơn đến câu trả lời không? Chúng ta hãy xem xét thêm một điều nữa. Ngày mùng 4 tháng 7 là một ngày bình thường ở Hàn Quốc. Tuy nhiên ở Mỹ, ngày mùng 4 tháng 7 là một ngày rất quan trọng, đúng không? Đó là ngày độc lập. Quốc gia duy nhất coi ngày mùng 4 tháng 7 có ý nghĩa quan trọng là Mỹ. Ở các quốc gia khác, ngày này không mang nhiều ý nghĩa. Tương tự như vậy, về phần linh hồn ở vương quốc của Đức Chúa Trời, có những ngày có ý nghĩa quan trọng đối với duy trì người dân của Đức Chúa Trời. Vậy nên Kinh Thánh nói, quyền công dân của chúng ta ở đâu? Hãy chuyển sang Philip chương 3 để phân biệt đâu là người dân chân thật và người dân giả dối. Hãy xem lời trong sách Philip chương 3 từ câu 18 đến câu 20 vì tôi đã thường nói điều này cho anh em nay tôi lại khóc mà nói nữa lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng Chris sự cuối cùng của họ là hư mất họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm Vinh hiển chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi nhưng chúng ta là công dân ở đâu là công dân trên trời. Nói cách khác, vì chúng ta có quyền công dân ở trên trời, nên chẳng phải vương quốc trên trời là đất nước của chúng ta hay sao? Vậy thì trên nước thiên đàng có những ngày quốc lễ không? Có ngày quốc lễ trên nước thiên đàng đó. Có ngày quốc lễ nào để kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo không? Vâng, đó là ngày Sa-bát ngoài ra còn có lễ vượt qua để kỷ niệm quyền năng của đấng cứu chuộc có bảy lễ trọng thể được chia làm ba kỳ nhưng trước tiên chúng ta hãy xem xét hai trong số đó ngày Sa-bát để kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo và lễ vượt qua để kỷ niệm quyền năng của đấng cứu chuộc nếu là công dân nước thiên đàng thì những ngày này là ngày vô cùng quan trọng chẳng phải vậy sao Tuy nhiên, đối với người dân các nước khác, những ngày này không có ý nghĩa đặc biệt. Do đó, dù chúng ta giới thiệu về lễ vượt qua đến đâu chăng nữa, họ vẫn thường nói rằng, vì lễ vượt qua đã bị xóa bỏ nên không cần phải giữ. Đó là bởi đây không phải là quốc lễ của đất nước họ. Theo Philip chương 3 câu 20, thì quyền công dân của chúng ta ở đâu? Đối với những người dân chân thật của Đức Chúa Trời, có quyền công dân trên trời. Có các ngày quốc lễ như ngày sa bát để kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo và lễ vượt qua để kỷ niệm quyền năng của đấng cứu chuộc. Những ngày giữa những ngày quốc lễ này mới là người dân của vương quốc ấy. Có rất nhiều người nhà nước ngoài có mặt ở đây hôm nay. Nếu ngày mùng 4 tháng 7 là ngày quốc lễ của quý vị, xin hãy giơ tay. Những người nhà này đến từ đâu vậy? Vâng, đúng rồi, họ đến từ Mỹ. Bây giờ, những vị coi ngày 15 tháng 8 là ngày quốc lễ, xin hãy giơ tay. Quý vị có thể nói quốc tịch của họ ngay lập tức không? Chẳng phải nhóm thứ nhất có quốc tịch Mỹ và nhóm thứ hai có quốc tịch Hàn Quốc hay sao? Vậy thì ai là người có quyền công dân trên trời? Tất cả những người có ngày quốc lễ như ngày Sa-bát để kỷ niệm quyền năng của Đấng sáng tạo và lễ vượt qua để kỷ niệm quyền năng của Đấng cứu chuộc, quyền công dân của họ ở đâu? Quyền công dân của họ ở trên trời. Còn những người không làm như vậy là ai? Họ không phải là công dân trên trời. Đây là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Giê-su sử dụng để phân biệt giữa người dân chân thật và người dân giả dối. Giống như vua Salomon dùng ong và bướm để phân biệt hoa thật với hoa giả. Đức Chúa Trời cũng sử dụng phương pháp đặc biệt để phân biệt người dân chân thật với người dân giả dối. Ngài sẽ nói với những người dân giả dối rằng ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta hãy xem tin lành Matthew chương 7. Hãy xem tin lành Matthew chương 7 câu 21. Trong chương 7 câu 21 đã được chép rằng: Chẳng phải hết những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Nếu chúng ta không thể đi vào nước thiên đàng mặc dù chúng ta tin vào Đức Chúa Trời thì đức tin ấy sẽ trở nên vô ích. Thật đáng tiếc biết bao khi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không thể đi vào nước thiên đàng. Vì vậy khi suy ngẫm về cảnh này hôm nay, chúng ta phải hiểu rõ rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng để quyết định nước thiên đàng hay địa ngục. Khi nhận thức được điều này, chúng ta hãy đi theo con đường đức tin đúng đắn. Hãy tiếp tục với câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa. Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm điều gì? Kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Nơi Đức Chúa Giêsu ngự là nước thiên đàng, cho nên khi chúng ta thấy cảnh Ngài phán rằng hãy lui ra khỏi ta, chúng ta có thể nhận ra rằng những kẻ làm trái luật pháp cuối cùng sẽ đi vào lửa địa ngục trong tin lành ma chương 7, chúng ta một lần nữa được nhắc nhở rằng những người như vậy sẽ bị quăng vào hồ lửa và diêm đời đời vậy nếu những kẻ làm trái luật pháp sẽ bị đi vào địa ngục thì những người làm theo luật pháp của đức chúa trời sẽ đi đến đâu khi xem xét những vấn đề này chúng ta không bao giờ được lơ là luật pháp của đức chúa trời đức chúa giê xu sẽ phân biệt dân sự của ngài giữa vô số người Giống như vua Salomon đã dùng ong và bướm để phân biệt hoa thật với hoa giả. Đức Chúa Trời dùng luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời để phân biệt người dân chân thật với người dân giả dối. Đức Chúa Trời phán rằng những người giữ ngày sa bát ngày kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo, hãy đứng về phía này, Vậy thì chỉ người dân của Đức Chúa Trời mới nhóm lại ở đó, còn hết thầy những người dân giả dối sẽ nhóm lại ở nơi thờ phượng chủ nhật. Các quý vị có thể phân biệt được không? Đức Chúa Trời sử dụng phương pháp này để phân biệt người dân chân thật với người dân giả dối. Đức Chúa Trời cũng phán rằng những người quý trọng lễ vượt qua ngày kỷ niệm quyền năng của đấng cứu chuộc hãy nhóm lại phía bên này còn những kẻ không giữ lễ vượt qua hãy nhóm lại phía bên kia chỉ người dân của Đức Chúa Trời mới nhóm lại ở bên này. Theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ làm gì với những kẻ làm trái luật pháp? Ngài phán rằng hãy lui ra và từ chối tất cả bọn họ. Thưa các quý vị, trong Mi Chê chương 4, được cho biết rằng ai sẽ đến Sion vào những ngày sau rốt. Đấng An Sang Hồng đã đích thân đến trái đất này và dạy dỗ các con cái của Ngài về các ngày quốc lễ của nước thiên đàng. Chúng ta có biết hay không, Tôi đã không biết, quý vị cũng đã không biết. Đấng duy nhất biết về những ngày quốc lễ của nước thiên đàng là ai? Duy trì Đức Chúa Trời, đấng từ trên trời xuống mới biết. Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã ban cho các con cái chúng ta luật lệ về ngày sa bát và luật pháp sự sống lễ vượt qua, nên ngày sa bát này thật quý báu đối với chúng ta. Hôm nay, ngày sa bát là ngày như thế nào trên thế gian đó chỉ là một ngày bình thường chỉ là một ngày cuối tuần bình thường mà thôi tuy nhiên đối với chúng ta ngày này là ngày gì mà đức chúa trời đã ban cho đức chúa trời đã hầu cho ngày này trở nên ngày thánh chúng ta phải hiểu rõ ngày này chỉ dành cho những ai ngày này được áp dụng riêng cho người dân chân thật của đức chúa trời còn đối với những người không phải là người dân thật của Đức Chúa Trời, đây chỉ là một ngày bình thường. Thông qua điều này, Đức Chúa Trời phân biệt người dân chân thật của Ngài với những người không phải. Ai đã bày tỏ cho chúng ta về giao ước mới, cho phép chúng ta giữ lễ vượt qua, thiết lập ngày sa bát và dạy chúng ta về ba kỳ bảy lễ trọng thể. Ai đã cho phép chúng ta trở về Sion, nơi chúng ta có thể dâng vinh hiển và tán dương lên đức Chúa trời và hầu cho chúng ta được công nhận là công dân trên trời. Ai đã mở ra con đường để chúng ta được trở về quê hương vĩnh cửu trên nước thiên đàng? Chẳng phải là Đức Chúa trời Cha và Đức Chúa trời Mẹ của chúng ta hay sao? Vì vậy, hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc đối với chúng ta chúng ta phải tin rằng tất cả các lễ trọng thể này và mọi luật lệ của Đức Chúa Trời mà Ngài cho phép là sự đảm bảo quan trọng cho sự thật rằng chúng ta là công dân của nước thiên đàng vĩnh cửu. Hãy xem xuất Egypto ký chương 31. Xuất Egypto ký chương 31 câu 13. Trong chương 31 câu 13 đã được chép rằng phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sabat ta. Ngày Sabat là thuộc về Đức Chúa trời. Đó là ngày vô cùng quan trọng mà Đức Chúa trời đã coi là sở hữu của riêng ngài. Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sabat ta vì là cái gì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời. Nói cách khác, Ngài cho biết rằng ngày Sa-bát là ngày để công nhận rằng Ta là Đức Chúa Trời của các ngươi và các ngươi là người dân của Ta. Để thiên hạ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh, câu 14. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát, vì ngày này là ngày gì giữa Đức Chúa Trời và chúng ta? Vì là một ngày thánh cho các ngươi, kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Đức Chúa Trời đặt ý nghĩa đặc biệt đến thế vào ngày sa bát Nếu ai đó nói rằng ngày sa bát là ngày gì cũng chẳng sao, chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng người đó không có quyền công dân trên vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy tiếp tục với câu 15 đến câu 17. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày sa bát trải các đời của họ như một gì? như là một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày. Qua ngày thứ bảy, Ngài nghỉ và lấy sức lại. Đối với ngày sa bát ngày kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo, các công dân trên trời phải có thái độ như thế nào? Đây không phải là nghĩa vụ đối với người khác, nhưng đối với những người có quyền công dân trên trời, Đức Chúa Trời đã ban điều răn thứ tư trong số 10 điều răn là gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúng ta hãy cùng xác minh về luật pháp ngày sa bát mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Xuất Egypt Ký chương 20 Trong xuất Egypt Ký chương 20 câu 8 đã được chép rằng Hãy nhớ ngày nghỉ để làm gì? Đặng làm nên ngày thánh. Ai đã phán những lời này? Đó là luật pháp trí thánh mà Đức Chúa Trời ban cho. Hãy đọc câu Kinh Thánh phía trên để xem sự thật rằng đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Chương 20 câu 1 Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ bằng cách này đức chúa trời đã tuyên bố sự thật rằng đây là lời của ngài và ban cho các điều răn từng điều một trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác ngươi chớ thờ lại hình tượng ngươi chớ lấy danh đức chúa trời mà làm chơi hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh và những điều răn còn lại những điều răn này không được áp dụng cho bất cứ ai đây là lời dạy rất quan trọng chỉ được áp dụng cho người dân trên trời mà thôi Vậy chúng ta hãy chuyển sang sách Esai chương 56 để xác minh các phước lành của ngày Sa-bát mà Đức Chúa Trời ban cho. Hãy cùng xem Esai chương 56 câu 1. Chương 56 câu 1 đã được chép rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy giữ điều tránh trực và làm sự công bình. Vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó và con người cầm vững sự đó. Giữ ngày sa bát như thế nào? Nặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Thông qua Thi Thiên chương 133, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phước lành gì? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phước lành sự sống đời đời. Rốt cuộc, việc giữ ngày Sa-bát là một bước tiến để chúng ta đến gần hơn với sự sống đời đời. Phước thay cho người làm điều đó và con người cầm vững sự đó. Giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Bằng cách này Đức Chúa Trời đã tuyên bố và đề cập rõ ràng ý muốn của Ngài. Hãy xem câu 4. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức đây là lời của Đức Chúa Trời. Những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta. Đức Chúa Trời đã sử dụng biểu hiện như thế này. Nên ngày Sa-bát hôm nay thật quý giá và quan trọng. Lý do khiến thời gian thờ phượng ngày Sa-bát quý giá và quan trọng như vậy đối với chúng ta là bởi chúng ta là ai? Ngày sa bát này thật quý giá và quan trọng vì chúng ta là người dân chân thật của Đức Chúa Trời, có quyền công dân trên trời. Lễ vượt qua cũng giống như vậy. Lễ vượt qua là ngày kỷ niệm quyền năng của Đấng Cứu Chuộc. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã nhiều lần phán chúng ta phải giữ trải qua các đời hay sao? Hãy chuyển sang xuất Egypto ký chương 12. Hãy cùng nhau xem lời trong sách Egypto ký chương 12 câu 11. Vậy ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Câu 12. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Egypto, hành hại mọi con đầu lòng xứ Egypto, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Egypto. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm gì vậy? Làm dấu hiệu khi ta hành hại xứ thấy huyết đó thì sẽ vượt qua. Chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy làm gì vào ngày này? Hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm. Trải các đời hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Người dân nước nào coi trọng và giữ gìn lễ vượt qua như một ngày kỷ niệm không thể thiếu? Họ là công dân của nước thiên đàng. Nếu có người ghi nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh thì người đó là người nước nào vậy? Khi tôi nói, xin hãy giơ tay nếu quý vị đến từ quốc gia coi ngày mùng 4 tháng 7 là ngày độc lập thì các người nhà Mỹ đã giơ tay. Khi tôi nói xin hãy giơ tay nếu quý vị kỷ niệm ngày quang phục vào ngày 15 tháng 8, thì các người nhà Hàn Quốc đã giơ tay. Xin hãy giơ tay nếu các quý vị coi lễ vượt qua là ngày kỷ niệm đấng cứu chuộc. Tất cả các quý vị mà đã giơ tay lên là ai? Các quý vị là công dân của nước thiên đàng. Giống như lời được chép trong Philip chương 3 câu 20, quyền công dân của chúng ta ở đâu? Quyền công dân của chúng ta ở trên trời. Chúng ta là người dân chân thật của Đức Chúa Trời. Ai đã ban cho chúng ta đủ điều kiện để trở thành công dân chân thật của Vương quốc nước thiên đáng? Trong Mi Chê chương 4 có chép rằng, trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Nếu không tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài, làm sao chúng ta có đủ tư cách trở nên công dân nước thiên đáng? Chúng ta sẽ mất tất cả. Thánh Linh và vợ mới đã đến trái đất này dẫn quý vị và tôi vào Siôn của lẽ thật và dạy cho chúng ta mọi điều thuộc về nước thiên đàng ở trong Siôn. Những người thuộc về đất này không bao giờ biết đến các ngày quốc lễ trên nước thiên đàng. Họ không biết rằng có ngày quốc lễ gọi là lễ vượt qua để kỷ niệm quyền năng của đấng cứu chuộc hay ngày sa bát để kỷ niệm quyền năng của đấng sáng tạo. Như vậy làm sao họ có thể biết được lễ bánh không men, lễ trái đầu mùa hay các lễ trọng thể khác mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta? Đức Chúa Trời Elohim đã đích thân đến trái đất này vào những ngày sau rốt, khôi phục tư cách người dân trên trời cho các con cái Ngài và ban cho chúng ta quyền công dân để chúng ta có thể trở thành những công dân vĩ đại của nước thiên đàng. Tôi cầu nguyện rằng thông qua ngày sa bát này, tất cả các người nhà trên trời sẽ biết dâng tán dương vinh hiển và cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Và tôi xin kết thúc lời hôm nay. Xin cảm ơn.